Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một cái áo với cái phần họa tiết hoa văn như cái phần họa tiết ô vuông này. Bây giờ trước tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái phần họa tiết ô vuông này nha. Rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn móc ra cái phần áo. Đó, bây giờ trước tiên là các bạn sẽ cần chuẩn bị phần sợi cho mình, phần kim. Ở đây mình sẽ dùng kim 1.5, sợi là 0.6 nha. Hoặc là tùy các bạn dùng sợi hoặc kim máy cũng được. Nhưng mà mình nghĩ là cái sợi hơi nhỏ hoặc chút xíu thì cái phần hoa văn lên áo nó sẽ đẹp hơn. Và một cái cọng hoa văn như thế này là nó vừa một cái phần ngang vai nè. Đó, thì với cái phần hoa văn này mình sẽ hướng dẫn các bạn móc với hai mẫu áo luôn. Đó, nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn trước tiên là phần hoa văn này nha. Bây giờ mình sẽ dẹp cái này qua một bên. Trước tiên các bạn sẽ quấn vòng tròn ma thuật cho mình như thế này. Sau đó các bạn sẽ móc lên cho mình là 3 mũi bính. 1, 2, 3. Tiếp theo móc một mũi kép nữa để tạo thành 2 mũi chùm đầu nè. Lên 3 mũi bính. Tiếp tục qua đây móc 2 mũi kép chùm đầu. 1 mũi nè, 2 mũi nè, chùm đầu. Tiếp theo 3 mũi bính. Tiếp theo vẫn là 2 mũi kép chùm đầu. Đây, bây giờ các bạn mình đã móc được 3 cánh này. Bây giờ các bạn rút này nhỏ lại. Các bạn sẽ móc tiếp cho mình 3 mũi bính. Móc tiếp tục 2 mũi kép chụm đầu. 3 bính. 2 mũi kép chụm đầu. Các bạn sẽ móc cho đến khi mà đủ được 8 cánh hoa nha. Hai bốn sáu là còn hai cánh nữa, cách nhau bỏ 3 mũi bính. Đây, cánh cuối cùng. Lên 3 mũi và các bạn sẽ rút sợi lại cho nó chặt cái này lại. Ở đây các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép vô cái đầu lên bính ở bên đây. Một mũi kép nha, như thế này để kết thúc cái phần cụm đầu tiên. Tiếp theo các bạn sẽ móc vô cái phần mũi kép đó, các bạn sẽ lên cho mình một mũi đơn như thế này, sẽ ra hai mũi bính. Tiếp tục móc cho mình một mũi kép để tạo thành hai mũi kép chụm đầu như thế này. Sau đó lên 3 bính, móc và ẩn cái cạnh này cho mình hai mũi kép chụm đầu như thế này. Tiếp theo qua bên đây các bạn móc cho mình 2 mũi kép chụm đầu. Lên 3 bính, móc 2 mũi kép chụm đầu. Qua đây, 2 mũi kép chụm đầu. Lên 3 mũi bính, vẫn là 2 mũi kép chụm đầu. Thì tương tự như vậy, các bạn sẽ móc tiếp cho mình là 5 cái cạnh còn lại. Cứ 2 mũi kép chụm đầu, 3 bính, 2 mũi kép chụm đầu, 3 bính. Đây là mình đã móc tới cuối cái hàng thứ hai rồi nè. Các bạn sẽ nối cho mình một mũi giờ ở đầu bên đây. Nối một mũi giờ đi qua như thế này để nối hai cái cánh này lại với nhau. Và bây giờ các bạn sẽ móc một mũi giờ vô trong phần kính giữa 3 mũi bính. Móc lên cho mình 3 bính. Sau đó móc vô khoảng này thêm cho mình là 8 mũi kép. 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6, 7, 8. 8 mũi kép. Tiếp theo qua cạnh kế bên bên đây, các bạn vẫn móc cho mình 8 mũi kép. À không, móc cho mình 9 mũi kép nha. Tại bên đây có một cái dải bính lên nè. Là tổng cộng cái cụm như thế này là 9 mũi kép nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 mũi. Tương tự các bạn sẽ móc cho mình mỗi cái khoảng trống của 3 mũi bính là 9 mũi kép tới cái phần cuối cùng luôn. Ở đây mình đã móc tới cụm cuối cùng của hàng thứ ba mà. Các bạn sẽ móc một mũi trượt vô chỗ cái chân bính thứ ba của cái mũi đầu tiên cho mình.
móc một mũi dao qua như thế này. Tiếp theo đó các bạn lại móc ngược lại cái phần mà mới vừa móc lên, đâm xuống cái khoảng trống chữ hình tam giác là móc lên cho mình một mũi đơn như thế này. Sau đó lên cho mình hai bính, móc tiếp cho mình một mũi kép vô đây, sau đó là lên ba mũi bính. Ở đây mình lên hàng thứ tư nha, móc tiếp hai mũi kép nè, chụm đầu, nhớ là hai mũi kép chụm đầu nha. Đó, sau đó lên cho mình ba mũi bính, các bạn sẽ bỏ qua cái hai chân đầu tiên, móc chân thứ ba cho mình một mũi đơn, móc chân thứ ba một mũi đơn. Tiếp theo lên năm mũi bính, các bạn sẽ bỏ cho mình ba chân, móc chân thứ tư một mũi đơn, lên năm mũi bính, bỏ qua cho mình là hai bốn, bốn mũi bính, bốn chân, móc chân thứ năm một mũi đơn nè, lên cho mình ba năm mũi bính luôn, bỏ ba chân, móc chân thứ tư một mũi đơn. Có nghĩa là cái phần đầu tiên các bạn sẽ bỏ hai chân, móc chân thứ ba một mũi đơn, kế tiếp là buộc bỏ cho mình là ba chân, móc chân thứ tư một mũi đơn nè, kế tiếp là một bốn chân, móc chân thứ năm một mũi đơn, sau đó lại bỏ ba chân nè, móc chân thứ tư một mũi đơn nè, kế tiếp là bỏ cho mình là bốn chân nè, móc chân thứ năm một mũi đơn. À không, ở đây các bạn chỉ móc cho mình nè một hai ba cái cánh hoa như thế này thôi nha, ba cánh hoa. Thì tiếp theo các bạn sẽ móc lên cho mình ba mũi bính, các bạn sẽ móc vô cái khoảng giữa tam giác này cho mình là hai mũi kép chụm đầu nè. Tiếp tục ba bính, vẫn là hai mũi kép chụm đầu vô cái hình tam giác phía dưới như thế này đó. Tiếp theo các bạn sẽ lên cho mình ba mũi bính, móc bỏ hai chân, móc chân thứ ba một mũi đơn nè. Tiếp theo lên năm mũi bính, bỏ ba chân, móc chân thứ tư một mũi đơn. Ở đây mình móc lộn rồi ha, nhớ là các bạn trong đây còn một chân nè, móc chân thứ ba một mũi đơn nè, sau đó mới là lên năm mũi bính nè, móc bỏ ba chân là móc chân thứ tư một mũi đơn, sau đó là năm mũi bính, bỏ bốn chân, móc chân thứ năm một mũi đơn, tiếp tục lên năm mũi bính, bỏ ba chân, móc chân thứ tư một mũi đơn, sau đó là lại lên ba mũi bính, móc vô cái hình tam giác này cho mình hai mũi kép chụm đầu, ba bính, vẫn là trong hình tam giác hai mũi kép chụm đầu. Tiếp theo lên cho mình ba mũi bính, vẫn là bỏ hai chân, móc chân thứ ba một mũi đơn, năm mũi bính, bỏ ba chân, móc chân thứ tư một mũi đơn, kế tiếp là năm mũi bính, bỏ bốn chân, móc chân thứ năm một mũi đơn, kế tiếp là năm mũi bính nè, bỏ ba chân, móc chân thứ tư một mũi đơn, sau đó là ba mũi bính, móc vô cái hình tam giác này cho mình hai mũi kép chụm đầu, lên ba bính, móc vô hình tam giác vẫn là hai mũi kép chụm đầu, sau đó lên ba mũi bính, bỏ hai chân, móc chân thứ ba cho mình một mũi đơn, lên năm bính, bỏ ba chân, móc chân thứ tư một mũi đơn, tiếp tục lên năm mũi bính, bỏ bốn chân, móc chân thứ năm một mũi đơn, sau đó là lên năm mũi bính, bỏ ba chân, móc chân thứ tư một mũi đơn. Như vậy là nãy giờ mình đã móc hết một cái vòng của hình chữ vuông, hình vuông rồi nè. Bây giờ mình sẽ nối tiếp tục nè, các bạn sẽ lên cho mình ba mũi bính để nối thành cái hình vuông nè. Móc một mũi giờ ở chỗ mà cái cánh đầu tiên của các bạn nè, một mũi giờ đi qua, sau đó móc vô chính giữa này cho mình một mũi giờ, móc lên cho mình ba mũi bính, tiếp tục cái hàng thứ năm nha, lên cho mình một mũi kép, sau đó là ba mũi bính, tiếp tục vẫn là hai mũi kép chụm đầu vô cái cụm đó
như thế này. Sau đó lên 3 mũi bính, móc xuống ngay chỗ cạnh 3 mũi bính lúc ở hàng thứ tư một mũi đơn nè. Tiếp tục lên 5 mũi bính. Ở đây các bạn sẽ móc vô giữa mỗi cái 5 mũi bính này cho mình một mũi đơn nè. Cứ 5 bính nè là qua đây một mũi đơn. 5 mũi bính. Qua đây một mũi đơn. Sau đó là 3 5 mũi bính, vẫn là 5 mũi bính luôn nè. Móc vô cạnh 3 bính này một mũi đơn nè. Tiếp theo, các bạn sẽ móc ở đây vô cái cạnh 3 mũi bính đúng không? Các bạn sẽ lên tiếp tục cho mình 3 mũi bính. Móc vô đây cho mình 2 mũi kép chụm đầu. Đây. Lên 3 bính, móc 2 mũi kép chụm đầu vô đây. Đó. Như vậy là mình đã xong cái cạnh thứ nhất, cạnh đi ngang qua thứ nhất. Đó. Tiếp theo cái cạnh thứ hai nè. Các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính. Móc vô cạnh lên 3 bính này cho mình một mũi đơn. Sau đó là 5 mũi bính. Móc qua đây một mũi đơn. 5 mũi bính. Móc qua đây một mũi đơn. 5 bính. Móc bên đây một mũi đơn. 5 mũi bính. Móc vô cạnh 3 bính này một mũi đơn cho mình. Tiếp theo lên 3 bính. Bính. Các bạn sẽ móc vô cái cạnh của hai cánh hoa này cho mình là 2 mũi kép chụm đầu nè. Sau đó là 3 mũi bính, tiếp tục 2 mũi kép chụm đầu. Sau đó lại là 3 mũi bính. Đi qua cạnh 3 bính này một mũi đơn. Đó. Thì coi như là nãy giờ mình đã móc được hai cái cạnh đi bên đây và bên đây, là tương tự các bạn sẽ móc tới cuối hàng thứ 5 này cho mình luôn. Đây, ở đây mình đã móc tới cuối cái hàng thứ 5 này, các bạn cũng lên cho mình 3 mũi bính và móc một mũi giờ ở trên cánh hoa này luôn. Kéo qua như thế này để tạo thành một mũi giờ. Sau đó giờ một mũi giờ vô đây, móc lên cho mình 3 mũi bính, tiếp tục một mũi kép như thế này. Tiếp theo vẫn là như cái hàng phía dưới thôi, cái hàng thứ 5 các bạn sẽ lên cho mình 3 bính, móc vô đây là 2 mũi kép chụm đầu nè. Lại là 3 mũi bính nè. Móc vô cạnh 3 bính này cho mình một mũi đơn nè. Lên 5 mũi bính. Móc qua đây một mũi đơn. Lên 5 mũi bính. Móc qua đây một mũi đơn. Tiếp tục các bạn sẽ lên cho mình 5 mũi bính. Sau đó lại móc bên đây một mũi đơn cho mình. 5 mũi bính. Móc bên đây một mũi đơn cho mình. 5 mũi bính. Móc qua cạnh 3 bính này một mũi đơn cho mình. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính và móc vô đây 2 mũi kép chụm đầu. 3 bính. Móc vô đây 2 mũi kép chụm đầu. Thì cái hàng này nó cũng tương tự như cái hàng thứ 5 thôi, các bạn sẽ móc hết hàng thứ 5 cho mình luôn. Rồi, các bạn móc hết cái hàng thứ 6 này cho mình nha, chứ không phải hàng thứ 5. Hàng thứ 6 này nó giống hàng thứ 5 thôi. Đây, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cái phần họa tiết cái ô vuông rồi. Và nếu mà các bạn muốn móc lớn hơn thì các bạn cứ lặp lại cái hàng như giống như mình móc ở phía ngoài hàng 5, hàng 6 thôi, thì cái phần ô vuông của mình sẽ lớn hơn nha. Còn cái phần chính giữa thì là một cái bông như thế này. Còn ở đây mình chỉ móc lên làm tổng cộng là 2, 4, 6 hàng thôi. Còn các bạn nào thích áo size lớn hoặc là các chị mà bận size lớn thì các chị sẽ móc cái phần ô vuông này lớn hơn một chút, có thể là thêm 7 hàng, 8 hàng, 9 hàng thì tùy mình nha. Đó, như vậy là em sẽ kết thúc cái phần video hướng dẫn phần họa tiết ô vuông ở đây nha.